Chào toàn thể anh em nhé. Clip này tôi sẽ là review cái sản phẩm đánh bài bịp mới nhất năm 2019 bây giờ. Thì cái sản phẩm mới nhất bây giờ là cái máy điện thoại iPhone 8 đánh bài mã vạch cái này. Nói đến điện thoại mã vạch, anh em đừng có rời màn hình mà hãy ở lại cùng trải nghiệm 5 tính năng siêu việt mà cái máy đánh bài này mang đến cho các bạn, để các bạn biết mà đánh tối ưu. Cái điều thứ nhất, không nói các bạn cũng biết, nhìn qua cái máy này nó rất là đẹp đấy, cấu hình nó rất là nhìn nó rất là giống cái iPhone 8. Đây là cũng có nút auto tick cái gì này đấy, chưa cũng vào nghe gọi này đấy, các kiểu con đà điểu này, nhìn thư viện ảnh này, nói chung là cấu hình của nó rất là đẹp. Để mà chứng minh điều đấy thì tôi sẽ so sánh với cái điện thoại đời cũ này. Đây là cái máy điện thoại đời cũ, đời trước trong một đời, anh em nhìn xem máy nó nhìn thô thiển hơn nhiều đúng không? Có cái máy này nó rất là đẹp và đánh cái ưu điểm này thì để ngụy trang rất là tốt, người khác cái cầm vào đấy nó vẫn nặng như này, vẫn nặng và vẫn mượt mà như cái điện thoại bình thường. Các bạn không thể phát hiện đây là cái điện thoại mà chơi bài được, bởi vì nó rất là đẹp. Cái ưu điểm thứ hai không mượn, ưu điểm thứ hai là thôi, để ghi trải nghiệm cái ưu điểm thứ hai này thì tôi phải vào trò chơi để test thử cho các bạn. Thì trò chơi thường dùng và hay chơi nhất bây giờ là trò chơi liêng, cho nên tôi sẽ là test bộ môn liêng và tôi sẽ so sánh hai tốc độ chơi và các tính năng của cái máy này, hai cái máy này. Đây, trước hết tôi sẽ bảo độ nhanh của máy. Thì cái máy này là nó có 6 camera, các bạn đặt xuống nó báo luôn, đặt xuống nó báo luôn, không phải chờ đợi một giây nào cả. Đây, đó, một luôn, đang ở chế độ chơi là 4 người, hai thằng đều 4 người cả đấy, chưa. Tất nhiên thì là cái máy này như thế và chơi kia độ chính xác thì là 100% rồi, 6 điểm, thằng này 2 điểm này. Thử lại nào, lẫn cái nào vào đây. Đấy, một chống một cây ra này, đang ở chế độ chơi 4 người rồi. À đây là cái, nhầm, đây là đang ở cái trò chơi là sâm lốc, tôi đặt sai chế độ. Đây, test cái bộ môn chơi liêng để cho mọi người. Đấy, một rất là nhanh, không một cây ra, một lại phăng teo vào đây rồi. Một cây ok, 9 điểm. Đấy, đấy cái tốc độ chơi nó báo rất là nhanh. Đây này, các bạn đặt xuống nó báo luôn này. Đấy, đặt xuống rơi cũng là nó báo luôn. Đây, dứt tài báo luôn. Đấy, có cái máy này thì nó cũng là tương đối là nhanh. Cái này thì là nó so hơn với cái đời trước là máy này vẫn là nhanh, nhưng mà vẫn không thể nhanh vào cái này được. 3 tốc độ máy này cũng không thua kém máy này mấy. Hai cái máy này là đời cao nhất bây giờ. Đấy, tôi so sánh rõ ràng để anh em xem. Ưu điểm thứ ba để cho các bạn xem là cái độ rộng của camera. Thì xin thưa với anh em luôn là cái máy này ấy, sau khi các bạn đặt này, tất cả trên này một cái hàng này nó đặt camera cả, cho nên là cái góc quét của nó rất rộng. Các bạn có thể đặt đây, nó báo đấy, các bạn chuyển sang đây nó vẫn báo đấy. Còn riêng cái độ rộng của camera này đây, các bạn đặt đây nó báo, nhưng các bạn chuyển sang đây cái thì là nó không báo nữa đấy. Cho nên là cái điểm ưu điểm thứ hai, ưu điểm thứ ba mà cái máy này hơn so với cái máy đời trước là cái góc quét nó rất rộng. Đây, nó dài rộng ra này. Thì góc quét rộng này để làm cái gì? Để trong quá trình chơi các bạn đặt không cần đặt đúng điểm, mà các bạn đặt modis vứt cái này, máy nó báo luôn, chứ không phải là các bạn sửa ngay ngắn các bạn đặt xuống đây. Đấy, các bạn đây, ông modis không được sang đây nữa.
vẫn báo là 2. Các bạn ông sẵn sàng đây, vẫn là 2. Thì là cái ưu điểm thứ hai, mình chọn hai cây số này. Đấy, mình chia. Mười dây quy này. Đấy, các bạn thấy chưa? Tất nhiên là máy này chơi rất nhiều người chơi, bao nhiêu người chơi cũng được. Đang ở chế độ 4 người thì mình có thể tăng lên 5 người, 6 người. Đấy, 8, mình chọn 8 cây xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 người. 2, 3, 4, 5, 3 cây quy à? Úi xời, 3 cây quy rồi. Đấy, với cái văn bài như này thì là các bạn thấy là không có cửa thua được, đúng không? Đây, đấy là cái ưu điểm thứ ba, là cái góc camera nó rất rộng. Ưu điểm thứ tư mà để các bạn ưu điểm này này vượt trội hơn rất nhiều so với quá trình trong quá trình đánh bài, thì là nó có cái ưu điểm này nó rất là quan trọng. Đấy là sau khi bạn nó đánh được ở mọi địa hình, ví dụ như này nhá, cái máy đời trước thì các bạn chỉ việc đánh đặt ở đây thì nó báo thôi, đúng chưa? Máy báo 4 này. Đấy, nhưng mà riêng với cái máy này thì các bạn không cần đặt ở đây, mà có thể các bạn đặt cao hơn hoặc đặt thấp hơn, máy nó vẫn báo cho các bạn. Cái máy này đang ở chế độ chơi thử nên là nhiều khi nó hay bị thoát ra ngoài. Các bạn mua hàng tôi sẽ cài đặt cho chơi, các bạn không phải chơi thử nữa. Ở đây nhá, ở các địa hình này. Đây, ví dụ là các bạn phải đặt ở đây, nhưng bây giờ tôi đặt mẹ thế này đi, xem máy nó báo. Đặt thế này là máy nó báo. Còn riêng cái máy này không thể. Đấy, máy không báo được. Còn máy này, đặt cao nó vẫn báo. Đấy là cái ưu điểm thứ tư. Tôi trộn 3 cái xuống. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 Số 0. 8 điểm cao nhất chưa? Một cái ưu điểm tiếp theo hơn hẳn so với các máy khác, tức là cái máy này các bạn cầm trên tay. Ngày trước các bạn phải dùng đồng hồ hay là dùng phụ kiện như là cái đồng hồ hoặc cái vòng tay thì cầm trên tay nó báo, còn riêng với máy này các bạn cầm trên tay nó báo luôn. Đấy, thì cái máy đời trước không có, các bạn biết rồi. Thì bây giờ cái máy này tôi sẽ là test cho các bạn xem. Như các bạn đang chơi này, các bạn cầm trên tay này, máy nó báo cho các bạn luôn. Đấy, tôi cũng xong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì có thể đây các bạn này, đang đánh đi thì mình cầm trên tay nó báo là 6 rồi. Bốc 6 cây ra, 3, 4, 5, 9 điểm chưa? Đấy, thì cái này để làm gì? Cái này để làm gì? Để trong quá trình mình chơi 3 cây hoặc là đánh, mình đánh bài mình không vứt ra, thì đánh, ví dụ đánh 3 cây này, 3 cây thì trong quá trình chơi 3 cây mình cứ cầm bài trên tay để người ta bốc, cũng ít khi người ta đặt ra đây. Cái tính năng này rất là hay trong đánh 3 cây. Tôi lọc ra đánh 3 cây các bạn xem. Đây nhá, chế độ đánh 3 cây này. Đánh 3 cây. Đây, đánh 3 cây thôi, tôi đánh 3 cây các bạn xem này. Ví dụ mình làm cái đúng không? Mình làm cái mình trộn xong mình đưa cho người ta. 3 4 3 4 3 4 1 bốc này. 1 4 nó bốc. 2 4 bốc xong này, bốc 5 này. Đúng không? Bốc mình cầm cái này nó báo luôn, 1 4 chưa? 5 ví dụ 5, 5 là 5, bốc 5 chưa từ mình. Thì bài mình sẽ là cao nhất. Đấy. Và tiếp theo là thằng này.
8 điểm. Đấy. Em thấy chưa? Lặp lại nhá. Đánh bằng cây cái chế độ này nó rất là hay. Các bạn trộn bài xong này, các bạn đưa ông ơi ông có cái đi. 4 1 4 1 4. Đến đây nhá. 4 1. Nó báo như nào kệ nó, bây giờ bốc, chờ nó bốc xong nữa. 3 4 3 4. Ví dụ thằng này bốc chẳng hạn 1 2 3. Đây, cái 3 chưa từ mình. Bài mình sẽ là cao nhất. Xong đến thằng này. 3 điểm à? Em nhầm ở đâu nhỉ? Nhất 9 bên kia, quên, nhầm. Ba bốn là kia, ba đúng rồi, 3 4 là thằng này bên này nhất. 4 2 4 2 4 2 bốc ra này, 5 5, ví dụ thằng này bốc đi, 3 2 5 ở đây, 1 2 3 thì là cái bài mình là bài cao nhất này. Đấy, xong đến bài thằng này này, 8 điểm này. Bọn này cũng 8 điểm nhưng mà 8 điểm chính cơ này. Thằng này 8 điểm bốn rô này. Đấy. Test lại ván nữa cho các bạn xem này. Cái đánh này rất là hay. Ví dụ như này nhá. À, mình vứt ra đây. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Đặt xuống. Bốc 2 rồi, máy báo 1 2. 1 2 1 2 1 2 1 2. Ú, thằng này nhá, thằng này bốc đúng không? Thằng này bốc chẳng hạn đi. Thằng này bốc thì 2 là chia từ đây. Máy báo 1 2. Tức là thằng này cao nhất này. Đấy. Thì với cái ván bài này, mình cao thứ 2. Mình có thể là cho hai thằng đánh thoải mái đánh tẹt ga đi. Còn thằng này hạn chế tí, chưa? Thì là bài mình là chắc chắn này, đúng không? Nó báo 1 2 này, 1 là cao nhất này, đến là ngàn thứ 2 này. Đấy là cái chế độ mà chơi mình làm trương. Còn cái chế độ mà mình không làm trương ấy, trong khi đánh ba cây thì nó sẽ có trường hợp như này này. Trong cái đánh ba cây nó có chế độ là, ví dụ là nó làm trương xong này, nó vứt ra này thì dễ rồi. Nó vứt ra này thì máy nó đọc rồi. Nhưng quá trình người ta không ấy, nó đưa cho mình thì mình cầm lên. Đấy. Mình cầm phát mình rơi lên phát. Để máy nó báo 1, mình bốc một cây ra. Đấy, 4 nhà chơi, 8 là lũi 1. Chưa tới đây, thì bài mình là cao nhất. Là cái hay của cái đánh cái chức năng này. Đấy, anh em thấy cho 9 điểm này. Rất là hay. Ví dụ là đánh cái này hay, mình không phải đặt bài xuống. Đấy, mình cầm bài trên tay luôn. Ví dụ là thằng cái này, thằng cái nó trộn xong nó đưa cho mình. Đâu đưa ông đưa tôi cái, không cần phải đặt xuống. Cầm này. Máy có 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gửi ra, 8, 5 mix, lại thế nào. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, ba, ba là đối. Ví dụ các bạn đang chơi, 9 điểm này, các bạn đang chơi mà có một thằng nào nó vào, thì các bạn không cần phải đi đâu hết, các bạn ngồi yên đấy. Các bạn chỉ cần sờ vào cái máy cái này. Nó vẫn ấn phát này. Thành 5 người chơi này. 5. Đấy, hay 6 người ấy. 6. Đấy, cái đánh ở chế độ 6 người này. Đấy, ví dụ cái nó trộn xong này, nó đưa cho mình, đúng không? Mình cầm lên, hoặc là mình để đây thì nó báo thôi. 2. Mình không cần, mình cầm lên, đây. Có 2, mình trộn 2 cây ra. Mình vứt 2 cây ra. 7. 6 là lũi 1, 7 là chính mình. 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Bài mình lại là cao nhất. Đấy. 10 hết rồi, thôi các con đã đéo phải chừa đấy nhá. Thằng nào định cười hết rồi. Đấy chứ để cái tìm hiểu thêm về cái sản phẩm máy đánh bài iPhone 8 đời mới nhất bây giờ này. Anh em liên hệ theo số điện thoại ở trên màn hình để được hướng dẫn và tư vấn cụ thể hơn. Xem xong clip thì đừng quên nhấn nút like và subscribe kênh.